7 cầu thủ Việt kiều chất lượng hiện đang thi đấu tại châu Âu. Chứng kiến một làn sóng nhập tịch của Indonesia, Philippines hay là Thái Lan, bóng đá Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc. Hiện có rất nhiều cầu thủ Việt kiều đang thi đấu ở châu Âu. Dưới đây là 7 cái tên mà đội tuyển Việt Nam cần phải lưu ý. 1. Tiền vệ Braden Lee, sinh năm 2005, cao 1m72. Braden Lee là cầu thủ gốc Việt đầu tiên được ký hợp đồng chuyên nghiệp với một đội bóng đang chơi tại Premier League là Burnley. Theo Vietnam Football Scout, Braden Lee rất điềm tĩnh khi chơi bóng và có khả năng đọc trận đấu tốt. Do vậy, anh thi đấu rất chắc chắn khi được xếp đá hai vị trí là trung vệ và tiền vệ. Theo thống kê của Playmaker Stat, Braden Lee đã ra sân một lần ở giải U21 PL Cup. Được biết, Braden Lee mang quốc tịch Iceland và có bố là người Việt Nam. Cầu thủ này cũng từng về Việt Nam trong một vài dịp. Ngoài ra, Braden Lee chưa một lần thi đấu cho đội tuyển quốc gia Ireland. Điều đó đồng nghĩa là cơ hội để đội tuyển Việt Nam thuyết phục Braden Lee khoác áo trong tương lai gần có thể xảy ra nếu như anh có thêm quốc tịch Việt Nam. Số 2, tiền đạo Camilo Vasconcelos, sinh năm 2005, cao 1m72. Mới đây, Vietnam Football Scout, kênh thông tin về cầu thủ Việt kiều uy tín, đã cập nhật thông tin mới nhất liên quan đến tài năng trẻ Việt kiều sinh năm 2005, hiện đang thi đấu tại Canada, Camilo Vasconcelos. Được biết, Camilo hiện thuộc biên chế của câu lạc bộ HXF Wanderers FC, giải ngoại hạng Canada. Hợp đồng giữa hai bên có thời hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, kèm theo với đó là điều khoản gia hạn trong vòng 2 năm. Cần phải nói thêm, Camilo Vasconcelos có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ cánh trái. Anh mang 3 dòng máu là Canada, Bồ Đào Nha và Việt Nam. Số 3, tiền đạo Emerick Faranteneire, sinh năm 2004, cao 1m81. Theo như thông tin đến từ trang Vietnam Football Scout, nhân tố Việt kiều Emerick Faranteneire đã được đôn lên tập luyện cùng đội 1 của Stade Lavan, Ligue 2, Pháp từ tháng 6 vừa qua. Tiền đạo sinh năm 2004 đã có bước phát triển vượt bậc trong thời gian gần đây. Nếu như tiếp tục thể hiện tốt, cầu thủ năm nay mới 20 tuổi có thể sớm được Stade Lavan cho ra mắt. Emerick Faranteneire sở hữu chiều cao tốt 1m81. Anh có vị trí sở trường là một tiền đạo. Cầu thủ sinh năm 2004 hoàn toàn có thể thi đấu linh hoạt ở các vai trò trung phong, tiền đạo lùi hoặc tiền đạo lệch phải. Ở mùa giải vừa qua, nhân tố tài năng 20 tuổi ra sân tổng cộng là 24 trận, đóng góp 9 bàn thắng, 1 kiến tạo và được đánh giá khá cao. Từ tờ báo Newcastle từng nhận định Emerick Faranteneire sẽ là tài năng trẻ đầy hứa hẹn trong tương lai. Trong kho vũ khí của mình, cậu ấy có rất nhiều yếu tố của một tiền đạo hiện đại. Với khả năng chạm bóng vượt trội, là một cầu thủ đặc biệt có khả năng thay đổi cục diện trận đấu chỉ bằng một pha tăng tốc hay một động tác. Emerick Faranteneire là cái tên mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam nên cân nhắc, thậm chí là sớm xúc tiến việc chiêu mộ để phục vụ đội tuyển quốc gia. Trên chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, cầu thủ này được cho là đang đồng sở hữu quốc tịch Pháp và Việt Nam, vì vậy anh hoàn toàn có thể thi đấu trong thành phần của huấn luyện viên Kim Sang-sik nếu như được triệu tập. Số 4, tiền vệ Đỗ Trung Nguyên, sinh năm 2005, cao 1m75. Đỗ Trung Nguyên có bố mẹ là người Việt Nam, sinh năm 2005 và chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự cho câu lạc bộ Slavia Sofia, đội bóng ở giải đấu hàng đầu của Bulgaria. Anh đã có 3 mùa giải thi đấu cho đội bóng này, ra sân tổng cộng là 40 trận. Đỗ Trung Nguyên cũng từng là thành viên của U19 Bulgaria, ra sân 7 trận. Cách đây không lâu, tiền vệ phòng ngự 20 tuổi này đã lọt vào tầm ngắm của Barcelona. Trang web của câu lạc bộ Slavia Sofia đánh giá cao Đỗ Trung Nguyên về nhãn quan chiến thuật, khả năng thu hồi bóng và kéo bóng lên phía trước, cũng tung ra những đường chuyền sáng tạo hướng đến khu vực cấm địa của đối phương. Trong khi đó, truyền thông Bulgaria đánh giá Đỗ Trung Nguyên là cầu thủ trẻ tài năng nhất của câu lạc bộ. Trong lần trả lời phỏng vấn gần đây, Đỗ Trung Nguyên cho biết hiện tại anh đang nỗ lực để lên chơi cho đội tuyển Bulgaria. Tuy nhiên, Đỗ Trung Nguyên thổ lộ rằng nếu như có cơ hội thì anh cũng muốn chơi cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Số 5 đó là tiền đạo Kevin Cao Phong, sinh năm 2006, cao 1m76. Theo như Vietnam Football Scout, kênh thông tin uy tín về cầu thủ Việt kiều, Kevin Cao sinh năm 2006, tiền vệ 18 tuổi có thể thi đấu được tất cả các vị trí tiền vệ hàng công như là trung phong, tiền đạo trái, tiền đạo phải và tiền vệ công. Hiện tại, Kevin Cao đang khoác áo đội U19 Union Berlin. Trước khi chuyển đến U19 Union Berlin, Kevin Cao từng khoác áo U17 Werder Bremen. Theo đánh giá, Kevin Cao sở hữu nền tảng kỹ thuật điêu luyện. Điểm mạnh của tài năng trẻ này đó là khả năng đi bóng qua người và dứt điểm rất chính xác.
Kelvin Cao sinh ra ở Đức, có bố mẹ là người Việt Nam. Được biết Kelvin Cao hiện tại chưa có quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên bố của Kelvin Cao vẫn giữ quốc tịch Việt Nam, nên thủ tục sẽ đơn giản và dễ dàng hơn. Đặc biệt, anh theo dõi khá sát đội tuyển Việt Nam. Trao đổi với Vietnam Football Scout, Kelvin Cao cho biết vừa theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Asian Cup 2023. Tài năng trẻ 18 tuổi này cũng cho biết là mong muốn trong tương lai được cùng đội tuyển Việt Nam. Số 6, trung vệ Kenneth Smith, sinh năm 2002. Kenneth Smith hay có tên đầy đủ là Tan Kenneth Jericho Leica Smith, sinh ngày 3 tháng 6 năm 2002, có bố là người Đức, mẹ là con lai Madagascar, Việt Nam. Hậu vệ 22 tuổi này sở hữu chiều cao 1m87 và có khả năng thi đấu ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ trái nhờ vào việc thuận chân trái. Sinh ra tại Freiburg, Kenneth Smith là sản phẩm trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của chính câu lạc bộ, đang xếp hạng 5 tại giải vô địch quốc gia nước Đức. Trung vệ này được đôn lên biên chế đội 1 Freiburg kể từ nửa sau mùa giải 22-23 và tính đến nay đã sở hữu 10 lần vào sân tại Bundesliga, 2 lần tại UEFA Europa League và 1 tại DFB Pokal, cúp quốc gia của Đức. Đáng tiếc cho Kenneth Smith từ đầu đó tháng 12 năm ngoái, hậu vệ này đã dính chấn thương cơ ở vùng bụng và phải nghỉ thi đấu dài hạn từ đó. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Kenneth Smith đã khoác áo đội tuyển Đức liên tục ở các cấp độ từ U18 đến U21 với 19 trận đấu bao gồm cả chính thức và giao hữu. Đặc biệt tại cấp độ trẻ cao nhất là U21, cầu thủ này đã có 2 lần vào sân trong khuôn khổ vòng loại U21 châu Âu, vốn được coi như là một giải đấu chính thức vào hồi tháng 9 và 10 năm 2023 gặp Kosovo và Bulgaria. Nếu như Kenneth Smith có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần, chắc chắn sức mạnh của những chiến binh sao vàng sẽ tăng lên đáng kể. Tuy vậy, đây là điều không dễ khi mà Kenneth Smith vốn không có nhiều liên hệ với Việt Nam, không nói được tiếng Việt và lại đang có một tương lai rộng mở trong làng bóng đá nước Đức. Hậu vệ Kelvin Phạm Ba, sinh năm 1994, cao 1m81. Kelvin Phạm Ba có ông nội là người Việt Nam. Tuy nhiên do ông mất sớm nên hậu vệ 27 tuổi này không biết nhiều về đất nước hình chữ S. Kelvin Phạm Ba có tố chất và đam mê bóng đá từ nhỏ. Anh theo học ở lò đào tạo chữ danh Sochaux của Pháp. Kelvin Phạm Ba sở hữu chiều cao 1m82, thi đấu ở vị trí tiền đạo khi còn trẻ. Năm 2014, Kelvin Phạm Ba được đôn lên đội U19 Sochaux và trở thành một trong những tài năng đầy hứa hẹn. Tuy nhiên do được trao cơ hội quá sớm nên tiền đạo gốc Việt phát triển không đúng với kỳ vọng. Sau khi rời Sochaux, Kelvin Phạm Ba từng khoác áo nhiều câu lạc bộ khác ở Pháp như là Troyes, Le Portes, Marianne, Martigues và hiện tại là Fréjus Saint-Raphaël, hạng 4 của Pháp. Sau nhiều năm, Kelvin cũng thay đổi ở vị trí thi đấu của mình theo yêu cầu của huấn luyện viên. Hiện tại cầu thủ 30 tuổi đang chơi tốt ở vị trí trung vệ hoặc hậu vệ cánh phải. Do có tố chất đá tiền đạo từ nhỏ nên Kelvin Phạm Ba trở thành hậu vệ rất mắn bàn thắng. Đặc sản luôn là những pha phán đoán cắt bóng, không chiến, truyền dài chuẩn xác và những pha cầm bóng sộc thẳng vào hàng thủ đối phương mỗi khi tham gia tấn công rồi bất ngờ mở ra những đường truyền xẻ nách tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn. Đang thi đấu ở Pháp nhưng Kelvin Phạm Ba rất muốn có cơ hội về quê hương Việt Nam chơi bóng. Trong một lần được phỏng vấn, cầu thủ 30 tuổi này khẳng định anh sẵn sàng khoác áo đội tuyển Việt Nam nếu như có cơ hội. Huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik sẽ loại bỏ công thần, tạo nên một màn lột xác cho đội tuyển Việt Nam tại kỳ AFF Cup. Chỉ tiêu của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024 đó là lọt vào chung kết. Nếu như không thể hoàn thành, ông Kim Sang-sik khó lòng giữ vững được chiếc ghế của mình. Tuyển Việt Nam sắp có một màn lột xác. Hơn 4 tháng kể từ khi nhậm chức, ông Kim Sang-sik vẫn chưa có được bộ khung ưng ý nhất cho đội tuyển Việt Nam. Trong 5 trận đấu chính thức vừa qua, tuyển Việt Nam ra sân với 5 đội hình xuất phát khác nhau. Ở đó ông Kim lần lượt có những thử nghiệm, thế nhưng màn trình diễn của tuyển Việt Nam vẫn chưa mang lại sự thuyết phục. Không quá khi mà nói rằng hơn 20 phút cuối trận gặp Ấn Độ là quãng thời gian mà tuyển Việt Nam chơi ấn tượng nhất trong 3 trận đấu gần nhất. Tùng, Văn Quyết và Quang Hải vào sân, ông Kim Sang-sik có quyết định đổi sơ đồ 3-5-2 sang 4-3-3 và hiệu quả ngay lập tức được nhìn thấy. Đáng tiếc, hàng thủ của Ấn Độ đã chơi quá xuất sắc, từ chối hàng loạt cơ hội ghi bàn của đội tuyển Việt Nam. Và rồi sau đó, đúng vào thời điểm người hâm mộ vừa lóe lên hy vọng Văn Quyết sẽ lĩnh sướng lối chơi của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024, thì anh lại tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia. Không còn lại Văn Quyết, ông Kim Sang-sik buộc phải đi tìm phương án mới. Đừng quên chỉ tiêu mà VFF đặt ra cho ông Kim, đó là đưa tuyển Việt Nam vào đến chung kết của kỳ AFF Cup 2024. Nếu như không thể hoàn thành, ông Kim Sang-sik khó lòng giữ được chiếc ghế của mình.
Và giờ đây, áp lực ngày càng đè nặng lên vai của chiến lược gia này khi mà ngày khởi tranh của AFF Cup đã cận kề, nhưng bộ khung của tuyển Việt Nam thì vẫn chưa thể nào định hình được. Quan sát những gì mà tuyển Việt Nam thể hiện trong thời gian qua, giới chuyên môn không đánh giá cao sơ đồ ba trung vệ mà ông Kim Sang-sik đang xây dựng, mà kết quả và màn trình diễn trên sân chính là minh chứng rõ nhất dẫn đến điều này. Có một chi tiết thú vị rằng ở thời điểm thành công cùng câu lạc bộ Zenbuk vô địch K-League 2021, Korean FA Cup 2022, sơ đồ ưa thích của ông Kim đó là sử dụng 4 hậu vệ với sự linh hoạt giữa các phương án 4-4-2, 4-2-3-1 và 4-3-3 ở tùy thời điểm. Đến khi xoay sang sơ đồ 3-4-3 ở mùa giải 2023, Zenbuk của huấn luyện viên Kim Sang-sik lại không có được thành tích tốt, dẫn đến việc ông bị sa thải. Tuyển Việt Nam vốn từng rất thành công giữa thời của huấn luyện viên Park Hang-seo với lô đá có 3 trung vệ. Ông Kim có vẻ như muốn tái lập điều này, nhưng những gì đã diễn ra trong thời gian qua lại cho thấy mọi việc không hề đơn giản. Giờ đây, trong một thế không còn đường lui, ông Kim Sang-sik sẽ buộc phải đưa ra lựa chọn. 20 phút cuối trong trận đấu gặp Ấn Độ có thể sẽ là gợi ý tốt để từ đó mà chiến lược gia này tiếp tục thử nghiệm trong chuyến tập huấn 2 tuần sắp tới tại Hàn Quốc. Liệu có công thần nào mất chỗ? Sau những trận đấu liên tiếp được sử dụng, Hùng Dũng bất ngờ không được ra sân một phút nào ngay trong trận đấu gặp Ấn Độ. Trước đó, anh đều bị thay ra trong hiệp thi đấu thứ hai khi mà đội tuyển Việt Nam đấu Nga và Thái Lan vào hồi tháng 9. Ở tuổi 31, phong độ của Hùng Dũng là điều khiến cho dư luận lo ngại. Điểm mạnh của cầu thủ này là vấn đề thể lực, khả năng di chuyển cần mẫn và bao quát tốt ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên, có vẻ như dấu hiệu của tuổi tác lại đang dần tác động lên màn trình diễn của tiền vệ này. Trong hai trận đấu gần nhất của câu lạc bộ Hà Nội ở vòng 4 và vòng 5 của V-League, Hùng Dũng cũng đều phải rời sân ở giữa hiệp thi đấu thứ hai. Một trường hợp khác cũng đang khiến cho người hâm mộ lo lắng là Quế Ngọc Hải. Trung vệ này không được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sử dụng trong hai trận đấu gần nhất, dẫu cho anh không gặp phải một chấn thương nào. Theo như tìm hiểu, ông Tuấn đánh giá Quế Ngọc Hải đang chưa đáp ứng được yêu cầu để ra sân nên tạm cắt bỏ cầu thủ này. Còn nhớ là trong trận đấu gặp Ấn Độ hôm 12 tháng 10 vừa qua, Quế Ngọc Hải lại chơi không tốt. Anh có cho mình hai lần để hỏng khoảng trống sau lưng, giúp đối thủ có cơ hội để giữ điểm. Lần đầu tiên trong hiệp 1, thủ môn Philip Nguyễn đã xuất sắc cứu thua, nhưng sang đến hiệp thi đấu thứ hai thì sai lầm của Quế Ngọc Hải đã khiến cho tuyển Việt Nam bị gỡ hòa 1-1. Và đây rõ ràng là điều khiến cho huấn luyện viên Kim Sang-sik không thể vui lòng. Ở phần trả lời họp báo, ông cũng tiết lộ sẽ có một cuộc gặp riêng với đội tuyển Việt Nam ngay sau trận đấu. Chưa thể khẳng định được tương lai ở tuyển Việt Nam của Hùng Dũng hay Ngọc Hải và bất cứ ai khác, nhưng qua những gì đã xảy ra, có thể thấy được là không ai chắc suất ở tuyển Việt Nam vào lúc này. Ông Kim sẵn sàng không dùng Hùng Dũng một phút nào trong đợt FIFA Day gần nhất. Và điều này dường như hoàn toàn có thể tái diễn nếu như tiền vệ 31 tuổi không đáp ứng được yêu cầu đề ra. Ngay cả với Quế Ngọc Hải, nếu như không cải thiện được phong độ, việc anh phải ngồi ngoài cũng là điều không bất ngờ. AFF Cup 2024 đã cận kề và bây giờ là lúc mà ông Kim Sang-sik sẽ cần phải bất chấp với tất cả canh bạc của mình.